Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập tự luận, đó chính là hai bài, bài số 10 và bài số 11 các em nha. Chúng đang ráng thì cũng sắp với cái chương này rồi đó. Các bạn học ở cái bộ cánh diều hóa thầy quá trời em. Tại vì thầy ở trong cái phần mình học không gian này thì thầy quay kết nối trước, rồi tới chân trời, rồi cuối cùng mới tới cánh diều. Bây giờ các bạn cánh diều chưa có clip để học nên hối lắm này các em. Giờ cũng chịu cho mình thầy thì không có biết cách cách nào mà quay một lúc mà ba bộ được em, phải theo từng trình tự các bộ do thầy chọn ngẫu nhiên thôi nha. Ở đây người ta hỏi đây, cho hình chóp SABCD có đấy là hình vuông. Hình vuông và cạnh cạnh A. Và đây ta có SA vuông góc mặt phẳng này. SA vuông góc mặt đáy thì SA sẽ vuông góc với tất cả các đường nằm trong mặt đáy này. Và đây người ta cho SA bằng A luôn. Gọi MNB lần lượt là trung điểm của SB, SC và SD. Khi mà người ta cho trung điểm mà một loạt cái điểm này thì thông thường chúng ta phải nhớ giùm thầy lại cái tính chất của đường trung bình em. Cái đường trung bình, khi mà thầy nói đường trung bình em nhớ thầy này. Đây thầy nhắc lại một xíu nhanh thôi. Ví dụ chúng ta có tam giác ABC, chúng ta có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC đi, chúng ta nói MN lại, thì khi đó MN này chỉ là đường trung bình tam giác ABC, em hiểu nào? Thì khi đó MN này chúng ta suy ra được hai điều, một là MN này sẽ song song với cạnh thứ ba, đó chính là song song với cạnh BC, và MN này sẽ bằng một nửa cạnh thứ ba, nghĩa là bằng 1/2 của BC. Nhớ lại tính chất của đường trung bình mà chúng ta được học ở chương trình lớp 8 nha. Chương trình lớp 8 đã được học rồi. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu gì? Tính khoảng cách giữa AM và NB. Chúng ta vẽ hình ra và chúng ta sẽ thấy ngay AM và NB này, đó chính là hai đường thẳng chéo nhau. Mà khi hai đường thẳng chéo nhau ấy, cái khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nghĩa là ở đây chúng ta cần phải đi tìm cái đường vuông góc chung. Cái đường vuông góc chung nghĩa là chúng ta xem thử AM này nó vuông góc với đường nào, đó NB này vuông góc một đường, ví dụ đường thẳng A, ở đây đường thẳng A, thì chúng ta sẽ nói cái khoảng cách giữa AM và NB chính là bằng đường thẳng A này, nghĩa là đường vuông góc chung. Như vậy mục đích chúng ta phải đi tìm giùm thầy cái đường vuông góc chung này, sau đó chúng ta đi tính cái đường vuông góc chung này lại xong. Các em hiểu chưa? Nghĩa là nói về phương pháp khi mà chúng ta tính khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là như vậy. Ok, là phải xác định được cái đường vuông góc chung. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình ra. Hiểu cái này nó không nào? Khi chúng ta đọc đề, chúng ta phải phân tích đề, vẽ hình, và chúng ta phải đưa ra phương pháp để giải, để tìm cái gì, và cái tìm cái đó mục đích để làm gì á, cái đó cũng quan trọng. Nên trong cuộc sống á, chúng ta cũng nói là bây giờ em học để làm gì? Học thứ nhất để có kiến thức về trình độ, kiến thức kỹ năng và cuộc sống giao tiếp cái đã, cái sau cùng mới là cái chúng ta kiếm cho mình một công việc ổn định nha. Trước hết là chúng ta học để làm người như này các em, học các kỹ năng sống, học kiến thức, học trình độ giao tiếp, em hiểu không? Ở đây là SA vuông góc nên là SA chúng ta phải sẽ nói ở đây, bình thường ấy nó là hình vuông thì chúng ta xác định tâm ở đây, ta nói ở đây, nhưng mà nó là SA vuông góc nên chúng ta sẽ vẽ SA ở đây. Đấy, hiểu chưa? Vậy đây là S, ở đây là A, B, C và D, được chưa nào? Ở đây là đấy hình vuông cạnh A, ở đây là A, ta có SA vuông góc cái mặt phẳng này, vuông góc thì chắc chắn nó sẽ vuông góc tất cả đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, và ở đây SA chúng ta mang A luôn, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Giờ chúng ta sẽ lấy các trung điểm, gọi M là trung điểm của SB. SB đâu? Đây M này, N là trung điểm của SC, N này, B là trung điểm của SD. Đây, đúng chưa? Ở đây yêu cầu các em tính khoảng cách của AM
đó, với lại là NB. Đường này thấy nên ta nghĩ như này, được chưa nào? Như vậy thì ở đây á, thì cái phương pháp thì thầy đã đưa ra rồi, nghĩa là ở đây là hai đường thẳng chéo nhau, nên chúng ta sẽ đi tìm đường vuông góc chung A nào đó. Như vậy trên cái hình này chúng ta nhìn nhanh, thầy đố em BN và AM nó sẽ cùng vuông góc với thằng nào? Bạn nào biết? Bây giờ chúng ta nói về AM trước đi. AM trước. Như vậy thì theo em AM nó sẽ vuông góc với thằng nào em? Thằng này này. Hình thức rất là mất tiêu này. Nó sẽ vuông góc với thằng MN này này. Tại sao thầy giải thích nha. Đây. Cái đường vuông góc chung ở đây đó chính là cái thằng MN này em này. MN này. Bây giờ thầy chứng minh AM vuông góc MN trước nha. Được không nào? Như vậy ở đây chúng ta thấy này. SA thì vuông góc mặt phẳng ABCD. Nên là SA này nghĩa là ở đây này, mục đích của thầy này để chứng minh cái thằng AM này này vuông góc MN thì chúng ta nên chứng minh cái thằng nào em? Cái thằng BC này, các em thấy BC không? M là trung điểm của SB, N là trung điểm của SC thì chắc chắn MN này sẽ là đường trung bình, sẽ là đường trung bình của cái tam giác SBC. Ở đây bằng A thì thằng MN này sẽ bằng A trên 2 này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai để chứng minh song song đúng không? Để chứng minh vuông góc thì chúng ta thấy MN nó đường trung bình thì chắc chắn nó sẽ song song BC. Như vậy bây giờ thầy sẽ chứng minh cái anh BC này sẽ vuông góc cái mặt phẳng chứa cái anh AM này. Thầy nói lại này. Thầy sẽ chứng minh cái anh BC này này. Chứng minh anh BC sẽ vuông góc với mặt phẳng mà chứa AM. Mà mặt phẳng chứa AM đó chính là mặt phẳng SAB. Các em hiểu không? Thấy mặt phẳng SAB chứa AM không? Như vậy nếu BC mà vuông góc mặt phẳng SAM, SAB nhé, thầy nói BC vuông góc mặt phẳng SAB thì BC sẽ vuông góc với AM, trong khi đó MN lại song song với BC thì suy ra MN này sẽ vuông góc với lại AM theo cái hướng đó. Em hiểu chưa nào? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta có này, chúng ta có là vì này, ở đây ta có là gì? Tại vì ta có đây này, ta có SA thì vuông góc với lại BC. Ở đây ta có thể mở đơn vì ở đây là SA vuông góc với cái mặt phẳng ABCD. Được không nào? Được không? Mà cái anh BC AB, ở đây ta ghi AB, đây là A, bỏ đây đi. AB vuông góc lại BC, ở đây vì sao nè? Vì AB có phải vuông góc BC, tại vì ABCD là hình vuông. Vì ABCD là hình vuông thành nguyên tắc nha. Nên từ hai yếu tố này có phải chúng ta suy ra BC mà cái anh SA và AB, SA và AB có phải giao với nhau tại A không? Đúng không? Như vậy BC này sẽ vuông góc mặt phẳng SAB. Em hiểu không? BC vuông góc với thằng này mà chúng ta có là gì? Ở đây á, BC vuông góc với mặt phẳng SAB mà cái anh AM lại thuộc mặt phẳng SAB. Đúng không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra BC sẽ vuông góc với lại là gì? AM. Có phải không? Có phải chưa? BC vuông góc với SAB mà AM thì nằm trong mặt phẳng SAB. Nên từ đó chúng ta suy ra BC này sẽ vuông góc với AM. Rồi là cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta chứng minh MN này song song BC nữa. Từ đó chúng ta suy ra MN này sẽ song song AM có đâu. Mà chứng minh thằng này thì đường trung bình thôi. Nhưng mà ta ghi là trong tam giác SBC có gì? Có ở đây là M là trung điểm của SB, N là trung điểm của gì? Của SC. Từ đây ta suy ra MN là đường trung bình, đúng không? Là đường trung bình của tam giác SBC. Từ đây chúng ta suy ra MN
MN nó sẽ song song với lại BC và MN sẽ bằng 1/2 BC. Bằng 1/2 BC nghĩa là bằng 1/2 gì? 1/2 A. Đó. Ta ký hiệu này đây là 1. Thầy đây là 2. Ở đây ta thấy có 1 này, BC thì vuông góc với AM. Mà MN thì song song với lại BC thì từ đó chúng ta suy ra MN này sẽ vuông góc với AM. Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra, đúng không nào? AM sẽ vuông góc với lại MN. Ok. Được chưa? Đấy. Ở đây chúng ta có thể ký hiệu nó là 3. Là 3. Chúng ta làm tương tự y xì như vậy đối với cái anh BN sẽ vuông góc với lại MN. Các hiểu không nào? Hiểu không? Nhưng mà chúng ta thấy BN đây chính là đường trung bình, là đường trung bình của tam giác SDN, hay thành loại SDC chứ. Thì BN này sẽ song song với lại DC và bằng 1/2 DC. Đó. Đấy. Mà khi đó cái anh BC, BC lại vuông góc với lại CD. Đúng không ạ? Vuông góc lại CD. Nên từ đó chúng ta suy ra cái anh gì? Tại vì BC thì vuông góc với lại DC, mà BN lại song song với DC. Trong khi đó BC lại song song với lại, song song lại gì? Thằng MN này. MN song song BC. Có hiểu không? Trong khi đó DC với lại BC lại vuông góc. Từ đó chúng ta suy ra thằng này với thằng này là vuông góc với nhau, chứ chúng ta không cần phải chứng minh thông qua một mặt phẳng nào cả. Đúng không? Ta có là cái tam giác SCD có gì em? N là trung điểm. Trung điểm của gì? Của SC. B là trung điểm ở đây của SD. Suy ra NB là đường trung bình. Của cái tam giác SCD. À, nên từ đây chúng ta suy ra ở đây cái bài này chúng ta không, tại vì mục đích khi chúng ta thấy MN nó là đường vuông góc chung rồi á, thì chúng ta chỉ cần có MN độ dài này là bằng A/2 rồi, nên chúng ta chỉ việc suy ra thằng này song song thôi. Suy ra NB này sẽ song song với lại là CD. Mà ta có là MN lại song song với lại BC và đồng thời á, là BC lại vuông góc với lại CD, đúng không? Mà ở đây chúng ta có NB lại song song với lại CD, nên từ đây chúng ta suy ra MN sẽ vuông góc với lại NB. Ta ký hiệu đây là 4. Đây. MN vuông góc với lại AM và MN vuông góc NB thì chứng tỏ từ 3 và 4. Từ 3 và 4. Từ 3 và 4. Ta thấy MN là đường vuông góc chung. Của gì? Của cái anh AM và NB. Thầy trình bày có thể hơi dài nhưng mà chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. Nên cái khoảng cách của hai cái đường thẳng AM và NB chính là bằng MN, mà MN chúng ta chính là bằng A/2 mà chúng ta đã tính ở đây. Sao? Ok. Rồi. Bài thôi. Bài số 10. Ta hiểu chưa? Hiểu bài này chưa nào? Như vậy thì khi mà về phương pháp ấy, để tính khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau thì chúng ta sẽ xác định được đường vuông góc chung. Cái đường vuông góc chung nghĩa là cái đường đó sẽ vuông góc với hai cái đường thẳng mà chúng ta cần phải đi tính khoảng cách nha. Khi thầy đưa ra thì chúng ta bấm chân màn hình lại để chúng ta ghi chép em nhé. Không biết thầy trình bày như vậy có dài mà dài mà dài, việc dài ngắn không quan trọng, quan trọng chúng ta có hiểu hay không nữa chứ. Hiểu ý của thầy ạ. À.
cái ý mà thầy muốn truyền đạt là gì. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 11 em. Bài 11. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 11 em. Bài 11. Ở đây người ta yêu cầu như đây, cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông. Nó nhớ là hình thang vuông chứ không phải hình vuông nha. Hình thang vuông nghĩa là hình thang nó sẽ có mấy góc vuông, cả hai góc vuông đó. Cái hình vẽ một hình thang vuông thì thông thường chúng ta hình dung như này. Đây, hình thang thì hai cạnh đáy nó sẽ song song nhau, nhưng mà ở đây có một góc vuông, đây có một góc vuông này. Còn cạnh đây chúng ta nói đây, nếu chúng ta vẽ hình thang vuông ở nó phẳng là như này. Hiểu không? Đấy. Như đây. Tại A và D, nghĩa là ở đây là A và chỗ này là D này, thì đây chỉ là A, B, C, D này, đại khái thế. A, B bằng A, D. A, B thì bằng A, D, không? Ở đây là 2A, đây 2A này. Có C, D ở đây là bằng A. Số đo góc nhị diện S, B, C, A là bằng 60 độ. Như vậy ở đây chúng ta cần phải xác định được cái góc nhị diện đó là cái góc nào ạ? Đó. Ok. Nghĩa là bình thường đó nha. Nghe này nói, cái này có vẻ hơi ngược ngược này. Bình thường người ta yêu cầu chúng ta thường là tính số đo của góc nhị diện, dù S, B, C, A là bằng bao nhiêu. Nhưng ở đây người ta lại cho số đo, chứng tỏ chúng ta phải đi xác định được cái góc nhị diện đó là góc nào. Từ đó chúng ta sử dụng tan hoặc cốt của cái thằng đó để tính. Tính ở đây này, người ta yêu cầu tính như này, gọi Y là trung điểm cạnh AD. Biết hai mặt phẳng SBI và SCI cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD. Tính thể tích khối chớp. Ở đây tính thể tích khối chớp. Nhớ này, thể tích của khối chớp ấy, theo công thức này, thể tích hình chớp thì bằng 1 phần 3 này, nhân diện tích đáy và nhân với đường cao. Diện tích đáy, đáy chúng ta ở đây á là hình thang vuông. Diện tích hình thang thì chúng ta lấy là gì? Đáy nhỏ, có đúng không? Đáy nhỏ cộng đáy lớn nhân với đường cao và chia cho 2. Đúng chưa? Đấy, như vậy thì đường cao có rồi, đáy này có rồi, CD này có rồi, thì chứng tỏ diện tích đáy này thì chúng ta tính được, rất là dễ. Ok. Còn cái đường cao tính như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra để chúng ta tính cái đường cao này. Chứ còn cái diện tích này thì quá dễ thôi. Thầy nghĩ đấy. Đấy. Nếu diện tích hình thang thì chúng ta lấy đáy nhỏ này cộng đáy lớn này, nhân mở đóng mở ngoặc ra và nhân cho đường cao và chúng ta chia 2. Theo công thức tính diện tích hình thang. Đúng không? Đường vuông góc này chính là đường cao luôn này. Rồi ok, chúng ta vẽ hình ra. Sao thầy suốt ngày đi tìm cái thước ở ta? Thước đâu nghe? Thằng ta. Chờ thầy xíu. Đây game. Nhiều lúc quay cái cứ bỏ cái thước vứt tùm lum cái mỗi lần đi tìm là không thấy là bực mình nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ nha. Nó là đáy hình thang vuông, nhưng mà khi chúng ta vẽ mô á thì chúng ta cũng không vẽ nó cái đáy nó hình thang vuông như này, mà chúng ta sẽ vẽ đáy nó là một hình thang, trong đó hai cái đáy nhỏ và đáy lớn nó phải song song với nhau nha. Vẽ hình thang thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thằng này chắc chắn là rồi, thằng này phải đảm bảo là song song này. Thầy vẽ cái vẽ nhìn mắt hơi lê lén xíu, nó ráng nhìn cho nó song song nhé. Ở đây là A, B, C và D. Được chưa nào? Ta lấy định S ở trên đây. Hạ xuống. Như vậy đây là S, trong đó AB chúng ta đây là gì nè, đây là 2A đúng không? AD đây cũng là 2A và CD đây bằng A, đúng chưa? Cái đường cao đây chắc chắn là thằng này rồi. Rồi ok, nhìn ở đây, gọi Y là trung điểm cạnh AD. Y đây
trung điểm cạnh AD. Số đo góc nhìn diện S, S này, BC và A là bằng 60 độ. Nhưng mà chứng tỏ ở đây chúng ta phải đi xác định được cái góc nhìn diện đó là góc nào em. S, BC và A. Như vậy thì để xác định được góc nhìn diện thì bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ kể giùm thầy ở đây, tại vì ở đây là AB với DC song song, chúng ta sẽ kể một cái đường thẳng IH vuông góc với lại BC. Thằng này vuông góc này, được chưa? Vuông góc BC. Chúng ta nói giùm thầy SI. Chúng ta nói thầy SI. Như vậy thì chúng ta sẽ chứng minh được, chắc chắn là chúng ta sẽ chứng minh được là SI này sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đúng không? Mà khi SI này vuông góc với ABCD thì chắc chắn SI này cũng sẽ gì? Vuông góc với gì? Vuông góc với lại BC. Mà BC thì lại vuông góc với lại IH. Nên từ đó chúng ta suy ra cái anh SH này này. SH này, cái anh SH này sẽ vuông góc lại BC. Nên cái góc nhị diện S, BC và A đó chính là cái góc này này. Góc S HI, cái góc này là bằng 60 độ này. Đó, ok chưa? Rồi tiếp tục. Trong khi đó các cái mặt S, B, Y, được không? Và SCI là nó sẽ cùng vuông góc mặt phẳng đáy này. Tính thể tích khối chớp, tính thể tích khối chớp theo A. Ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có đây, như vậy chúng ta đã chứng minh được cái góc nhị diện ở đây S, B, C, A ở đây chính là bằng cái góc SHI. Ở đây sẽ bằng 60 độ này. Thấy được không nào? Bây giờ để tính khối chớp thì nãy thầy đã nói rồi, chúng ta sẽ tính diện tích đáy ra. Diện tích đáy là ABCD á thì cái này dễ rồi, có phải là ở đây sẽ bằng là AB cộng CD nhân ở đây cho AD đường cao và chia 2. Như vậy ở đây nó ra được là 2A này cộng A nhân ở đây cho 2A chia 2. 2A cộng A là 3A, 3A đây là 6A bình phương. 6A bình phương chia 2 thì kết quả đây sẽ 3A bình phương này. Diện tích nó thế nào? Được không nào? Như vậy thì ở đây cái đường cao của chúng ta, cái đường cao của chúng ta đó chính là thằng nào? Cuộn chớp này đó chính là thằng SI này. Thằng SI. Như vậy để tính SI á, mà nãy người ta cho cái em cái góc ở đây. Góc ở đây thì đây là đối, đây là góc đối đúng không? Đúng rồi, góc đối. Thì lỗi, góc ở đây thì cạnh SI này sẽ là cạnh đối của góc này. À, tam giác SIH là vuông ở Y này, thì cạnh SH này sẽ là cạnh huyền, thằng này cạnh kề. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính SI thì chúng ta cần phải tính thầy IH. Chúng ta cần phải tính IH nha. Để tính IH, để tính IH thì chúng ta sẽ làm các bước như sau này. Em nghe này nói một xíu nha. Đầu tiên ta tính diện tích của cái thằng đáy này rồi, là có xong rồi nè. 1 phần 3 hệ số thì đã có sẵn rồi. Nhưng mà thì chúng ta có là gì nè? Y ở đây là trung điểm của AD. Thì ở đây là 2A thì anh IA sẽ bằng ID. Thì thằng này sẽ bằng gì? Thằng này bằng A và thằng này cũng sẽ bằng A. Đúng không? Khi đó chúng ta sẽ tính được cái diện tích của tam giác. Tam giác này. Đây, ta nói IB là AIB. Được không? Được. Sẽ bằng 1/2. Sẽ bằng 1/2 nhân cái gì? Nhân AB và nhân với AI. Đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ tính ra
được diện tích tam giác. Chúng ta nói y với c lại. Đây, ta tính diện tích. Đầu tiên ta sẽ tính chúng ta diện tích của tam giác ABI. Sau đó chúng ta tiếp tục tính lại diện tích của tam giác ICD. Được không? Sau khi chúng ta có hai diện tích này thì chúng ta sẽ tính ra được cái diện tích của tam giác BIC bằng cách nào? Bằng cách lấy diện tích tổng này ABCD ta trừ cho diện tích tam giác nhỏ này, trừ cho diện tích tam giác nhỏ này, nó ra được cái diện tích của tam giác này. Như vậy thì diện tích của tam giác IBC sẽ bằng diện tích tam giác ABC CD trừ cho diện tích của tam giác ABI trừ đây cho diện tích của tam giác ICD. Như vậy chúng ta đã có diện tích của tam giác này rồi. Có diện tích tam giác này rồi thì để mục đích ta đi tính là tính IH rồi. Mục đích đi tính IH thì chúng ta sẽ gọi một điểm M ở đây. Một điểm M ở đây đó chính là trung điểm của AB. Khi đó chúng ta tính ra được BM. Như vậy thì BM này bằng mấy? Ở đây 2A thì BM này sẽ bằng A và AM này sẽ bằng A. Cái đúng nè. Đúng nhờ. Chúng ta sẽ nói C với M. Chúng ta sẽ nói C M. Như vậy khi đó chúng ta có cái gì em? Chúng ta sẽ có cái anh CM sẽ bằng ở thằng nào em? Sẽ bằng với lại thằng AD này. Ở đây AD bằng mấy? AD bằng 2A thì chắc chắn CM này cũng sẽ là bằng mấy? Bằng 2A. Được chưa? Tại vì cái tứ giác ADCM đây chính là hình gì? Là hình chữ nhật. Cái tứ giác ADCM này là hình chữ nhật. Hình chữ nhật em. Hình chữ nhật thì khi đó CM sẽ bằng với AD sẽ bằng với 2A. Nha. Nên từ đó chúng ta sẽ tính ra được thằng BC này. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được BC. BC sẽ là cạnh huyền, nên là từ đó chúng ta lấy BM bình phương cộng cho gì? CM bình phương. Được nào? Thì chúng ta sẽ tính ra được BC. Chúng ta tính ra được BC, từ đây chúng ta sẽ tính ra được BC này. Có BC rồi thì chúng ta sẽ tính ra được IH. Có IH chúng ta sẽ tính ra được SI. Từ BC này chúng ta sẽ tính ra được IH. Có IH chúng ta sẽ tính ra được SI. Đó, bài này rất là dài em. Bài cực kỳ khó chứ không phải phải dễ. Theo trình tự tính như vậy nha. Cái bài này. Nghe thầy nói chỗ tính IH một xíu này. Chúng ta hồi nãy mình đã có BC đúng không? Cái diện tích tam giác BIC này có rồi. Như vậy diện tích của tam giác BIC có phải bằng 1 phần 2 này, nhân với đường cao nó là nhân IH và nhân đây cho BC. Như vậy từ đây, ở đây chúng ta đã có thằng này và có BC rồi. Chúng ta lấy số 2 nhân ở đây nghĩa là 2 nhân cho diện tích tam giác BIC sẽ bằng ở đây là IH nhân cho BC. Có phải từ đây chúng ta suy ra IH này sẽ bằng là 2 diện tích của tam giác BIC chia ở đây cho BC không? Như vậy chúng ta sẽ tính ra được IH ở đây theo công thức này. Hiểu không? Như vậy chúng ta có IH rồi thì chúng ta sẽ tính ra được SI. Chúng ta sử dụng tan. Tan ở đây của 60 độ. Đây này. Có phải tan của 60 độ? Tan của 60 độ bằng đối là SI chia cho IH. Nên từ đây chúng ta suy ra SI sẽ bằng là IH nhân cho tan của 60 độ. Khi đó chúng ta có SI. SI này chính là đường cao, nghĩa là bằng H ở đây. Nên từ đó chúng ta sẽ thế vào trong trong công thức này. Tại vì diện tích đấy có rồi, H có rồi thì chúng ta thế vào diện tích công thức này là xong. Hiểu chưa? Trình tự làm của chúng ta là như vậy. Ok. Đây, thầy sẽ đưa cho em bài giải chi tiết này. Ở chỗ đây thì trong cái hình của thầy đây thì chúng ta có thể nói cái anh BI. Và anh CI lại để chúng ta tính cái diện tích BIC.
Có diện tích BC thì chúng ta sẽ tính ra được BC. Có BC chúng ta sẽ tính ra được IH. Có IH chúng ta sẽ tính ra được SI. Và có SI chúng ta sẽ tính ra được thể tích. Hiểu chưa? Đây cái hình vẽ nha. Đầu tiên ta sẽ chứng minh cái anh SI nó vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. Để khi đó chúng ta sẽ suy ra cái anh SI này chính là đường cao nè. Em hiểu không? Ta chứng minh rồi. Và cũng từ đó chúng ta xác định được góc nhì diềm ở đây là SHI này chính là bằng 60 độ nè. Đó. Rồi. Tiếp tục em. Từ đó chúng ta chứng minh được BC sẽ vuông góc SH. Nên từ đó chúng ta suy ra góc nhì diềm chúng ta là SHI bằng 60 độ nè. Rồi. Đây nghe, nó nằm gọn trong màn hình luôn á. Đó. Như vậy thể tích của cái hình chóp này sẽ bằng là 3A mũ 3 căn 2 của 15 trên 5 nha. Theo công thức là thể tích của chóp bằng 1/3 nhân đường cao và nhân diện tích đáy này. Theo trình tự tính thì thầy đã hướng dẫn em rồi, còn chúng ta chỉ việc cập nhật số liệu thôi. Được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái hai bài cuối cùng nha. Chúc em học tốt, bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok, ok. Họ làm đẹp em. Đấy, đẹp luôn.